Sau một năm kể từ thành công của phần đầu, dự án Girl From Nowhere đã chính thức trở lại với phần 2 kéo dài 8 tập, nối tiếp cuộc hành trình bốc phốt thiên hạ của cô gái đến từ hư vô Nano Kitty Chicha thủ vai. Bên cạnh những fan vốn rất mong chờ sự trở lại của Nano, cũng có không ít khán giả cảm thấy thất vọng với nội dung của cả hai phần phim. Một số ý kiến còn cho rằng Girl From Nowhere vốn lấy cảm hứng từ thương hiệu Tommy đình đám của Nhật Bản nhưng lại không thể đạt được đến như kỳ vọng. Tommy là nhân vật xuất hiện trong bộ truyện manga cùng tên vô cùng ghê rợn của Nhật Bản. Về mặt cơ bản, Tommy đi đến đâu, phụ nữ sẽ ganh tị với cô, còn đàn ông thì mê cô đến muốn giết chết cô. Kéo theo đó là hàng loạt bi kịch kinh khủng xảy ra. Mở đầu truyện, trong lúc bạn bè thầy cô đang tiếc thương vì sự ra đi mãi mãi của Tommy, thì cô nàng bất ngờ quay lại trường học. Mọi người rất bối rối đối với sự hồi sinh không mong đợi này. Ngay cả bản thân Tommy cũng tự hỏi tại sao bạn bè cô lại hành xử kỳ lạ như vậy. Tommy mang lại điềm xui cho những người xung quanh cô ta. Một số may mắn sống sót với trải nghiệm khủng khiếp đeo bám suốt đời, nhưng một số thì thường không may mắn như vậy. Những kẻ xấu số gặp phải số phận khủng khiếp như là trở thành kẻ sát nhân hoặc bỏ mạng. Cái này chắc là điều tốt, vì cái chết đồng nghĩa với việc thoát được sự kinh hoàng mà Tommy mang lại. Có thể nói, Tommy và Nano nhìn khá giống nhau ở ngoại hình, nhưng mục đích tồn tại trên cõi đời lại khác nhau. Nạn nhân của Nano và Tommy thông thường có chung một kết cục, bị khơi gợi những ý nghĩ, tính cách xấu xa, sau đó bộc phát ra bên ngoài, dẫn đến hàng loạt hành động khó dung thứ. Tuy nhiên sau cùng, Nano vẫn là kẻ đến sau, kẻ học theo, kẻ bị truyền cảm hứng từ ác nữ xứ mặt trời mọc. Tommy đã thu phục loài người, phô trương sự bành trướng của mình và mang đến thông điệp xã hội theo khuynh hướng vô cùng ám ảnh. So với những điểm đó, Nano đã làm được đến đâu và còn thiếu sót những gì? Tommy không đến từ hư vô. Nếu so sánh về dòng thời gian của cả hai nhân vật, Tommy và Nano đều không có điểm xuất phát cụ thể. Tommy vốn tồn tại từ rất lâu trước khi vụ án thảm sát phanh thây tại trường trung học diễn ra. Cột mốc hay bị lầm tưởng là khởi nguồn của ả. Trong khi Girl From Nowhere chưa một lần lý giải về nguồn gốc của Nano, ngoại trừ nhan đề đến từ hư vô. Nhưng chính điều này khiến cho Nano có điểm yếu thế hơn Tommy. Bởi Tommy có thể không phải là con người, nhưng Tommy có thật, có tầm ảnh hưởng thật đến xã hội loài người và người ta nhận thức được mọi việc do Tommy gây nên. Tommy là nữ sinh bị giết chết, khiến bạn học u buồn, giáo viên sốc nặng. Cô có ảnh thờ, được hàng ngàn người khóc thương và lên cả báo chí. Sự hiện diện của Tommy chính là một trong những nguồn cơn để ả ta thực hiện nhiệm vụ của mình, thao túng người khác. Vì chỉ khi mọi người chú ý vào ả, nhận thức ả tồn tại thì Tommy mới thành công nhân bản mình lên được. Đồng thời, vì Tommy tồn tại nên quy luật nhân quả tồn tại. Ả khiến người ta nảy sinh tội lỗi, thì ngược lại ả bị giết chết. Nhưng sau đó, Tommy lại sinh sôi nảy nở, rồi vòng tuần hoàn ấy tiếp tục. Đó là cách mà Junji Ito, tác giả của Tommy, thể hiện nỗi ám ảnh của tội lỗi trong cuộc sống con người qua từng trang truyện của mình. Mọi thứ đều nằm trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Tommy vừa là nạn nhân và cũng là kẻ gây nghiệp. Sự tồn tại của ả vừa là nhân, vừa là quả, vừa diệt trừ tội lỗi và cũng vừa tạo ra tội lỗi. Xét về ý tưởng này, tuyến câu chuyện của Nano gặp hạn chế hơn hẳn do chỉ đi theo một chiều. Nano đến từ hư vô, nghĩa là ekip ngay từ đầu đã cho nữ chính một kim bài miễn tử, rằng có làm gì thì Nano cũng sẽ không bị ô uế hay bại hoại thanh danh. Nano đến mọi nơi, gây náo loạn rồi rời đi như một cơn gió. Chỉ có hậu quả để lại là thật khi phần lớn những nạn nhân bị chính tội lỗi của mình triệt đường sống. Thế nhưng kẻ gây nghiệp Nano vẫn ung dung như thế. Chẳng ai ý thức bên cạnh mình từng có một Nano, ngoại trừ một kẻ mới như Yuri. Hay chẳng cơ quan ban ngành nào từng đề cập đến một con người này tồn tại. Nano so với Tommy thì vẫn còn hiền chán. Girl From Nowhere có cách tiếp cận vấn đề xã hội theo hướng giật gân, viễn tưởng và thậm chí máu me, là bộ phim được cho là lấy cảm hứng từ Tommy. Thế nhưng độ mạnh bạo của Nano lại chưa thật sự đủ đô. Điều này có thể vì Nano thật sự không phải phản diện. Điều này đã được bộc lộ ở phần 2. Nano vốn chỉ tác động đến tinh thần, khiến nạn nhân nảy sinh mong muốn làm chuyện xấu. Cho đến khi cô làm Nanai, James Sheridan có bầu ở tập đầu Girl From Nowhere 2. Năng lực cấy ghép sinh linh vào cơ thể người khác, Tommy đã làm nó từ 20 năm trước và ghê gớm hơn rất nhiều. Để chui ra khỏi cơ thể nạn nhân, Tommy còn đã làm nổ tung xác họ ra hay trở thành cục bướu đáng kinh tởm trên vai ai đó. Tommy là hình hài của ác quỷ. Ả ta dùng sắc đẹp để chiêu dụ người khác giết mình và sẵn sàng phô bày những tạo hình ghê rợn nhất. Tommy ác 100%, nhưng Nano thì không. Nano hại người, có chọn lọc. Và sau cùng, mục đích của Nano là để con người nhận ra tội lỗi của mình và phải trả giá cho chúng. Còn Tommy chẳng quan tâm anh tốt hay xấu, chỉ cần anh giết tôi là được. Điều đó khiến hành trình của Tommy đơn giản hơn hẳn. Còn những yếu tố xã hội, con người xung quanh không trở thành áp lực như Girl From Nowhere. Việc quá tập trung vào cách khai thác thông điệp
đã cắn lại bộ phim bằng tập 2 của phần 2. Tập phim mang tên Tình yêu đích thực được đánh giá là một trong những tập có nội dung tệ nhất, sống sượng nhất và lạc quẻ nhất, cũng là lúc hình tượng Nano bị sức mẻ trong lòng khán giả. Có thể nói, sự xuất hiện của Yuri chính là yếu tố khiến phim hấp dẫn trở lại. Yuri là đòn cảnh tỉnh dành cho Nano. Yuri là phiên bản tàn bạo hơn của Nano. Yuri sẵn sàng nặng đô hơn và mong muốn ai ai cũng có năng lực như Nano. Yuri gần với Tommy hơn Nano gấp vạn lần. Kitty Chicha tự nhận học Tommy để diễn Nano. Nano ác hay hiền không rõ, nhưng Tommy chưa bao giờ tốt đẹp. Tommy cười phớ lớ khi sắp bị nạn nhân giết hoặc khi nạn nhân phát điên. Tommy phát ra tiếng tru ai oán khi bị khóa chặt trong tảng xi măng đến mức già nua, nhăn nhúm. Tommy vô cùng tự tin vì 100% anh ta sẽ yêu ả và giết ả, còn cô ta sẽ ghen tị và cũng giết ả luôn. Thế nhưng Tommy không diễn, Tommy không giả vờ, không cần kịch trước mặt nạn nhân, không cần giả dạng làm con gái của chú này, người thầm yêu anh kia để dẫn dụ con mồi. Tommy chỉ đơn giản là Tommy, là bố, là mẹ, là chị gái, là người yêu của bạn. Tommy cần bạn để Tommy tạo ra nhiều hơn Tommy. Càng nhiều Tommy trên đời thì chứng tỏ xã hội càng thối nát, càng cần được sửa chữa, nhưng rồi cũng càng trở nên vô vọng. Ngược lại, Nano chưa bao giờ có thứ gọi là bản chất thật. Nano tiếp cận người này với một bộ mặt khác, kẻ kia với bộ mặt khác, rồi trở qua tráo lại với hy vọng, kẻ có dạ tâm sẽ xa lưới. Nói tóm lại, đơn giản là Nano luôn cố gắng, còn Tommy thì không cần. Kitty Chicha, nữ chính Girl From Nowhere cho biết cô đã học hỏi Tommy để diễn Nano. Nano chỉ giống Tommy ở nốt ruồi và có sắc đẹp. Sắc đẹp của Nano không phải vũ khí chính để cô dẫn dụ con mồi, chỉ có tác dụng ở một số tập phim, nhất là khi có con trai. Nano còn phải xài app, dùng điện thoại, đặt bẫy, tung file ghi âm để ít nhất khiến kẻ ác lộ mặt. Nano không phải là Tommy, không có kẻ hầu người hạ để làm thay cho mình, còn mình chỉ cần ngồi đó đợi bị giết. Vì vậy, việc thể hiện Nano theo kiểu Tommy 2.0 một phần khẳng định Nano chỉ là bản học đòi của Tommy và học không đến nơi đến chốn. Girl From Nowhere là một dự án phim đặc sắc độc đáo của Thái Lan trong thời gian gần đây. Thế nhưng Nano chỉ có thể gây thương nhớ với những ai chưa biết đến Tommy mà thôi. Tommy vẫn mãi là cơn ác mộng xinh đẹp và tàn bạo bậc nhất màn ảnh trong nhiều năm trở lại đây.